Kính bạch Chư Tôn Đức, nhiều khi cuộc sống này có nhiều thứ mà nó không có theo cái suy nghĩ của mình, mình sẽ dễ có cái xu hướng là không hợp tác và niềm tin của mình nó giảm. Tại vì sao? Tại lòng tin là một thứ mà nó mất đi không bao giờ nó trở lại như ban đầu. Chính vì lẽ đó chúng con huynh đệ chúng con ở viện chân tu được thầy chúng con dạy đó, tốt nhất là chúng ta phải sống tốt ngay từ đầu. Tại vì sao? Tại trường học có bút xóa, mình viết sai có thể xóa viết lại, nhưng trường đời một khi đã sai là cả cuộc đời có khi không chuộc lại được. Thì đối với huynh đệ chúng ta, người xuất gia cũng vậy thôi. Khi mà niềm tin đã mất, niềm tin đã bị xói mòn, thì không có cơ hội để chúng ta tái lập lại, thiết lập lại cái mối quan hệ được xây dựng trên niềm tin ngay từ đầu. Hoàn toàn chuyện đó là không có. Và an cư kiết hạ là một cách để chúng ta tái lập lại cái niềm tin của nhau và niềm tin của mình với lại của cư sĩ, niềm tin của cư sĩ đối với lại chúng xuất gia. Vì sao? Vì hành trình và sứ mạng của tăng sĩ trong cái sự tu tập an cư kiết hạ đó là duy trì mạng mạnh của Phật pháp, và là một cái việc làm hết sức thiêng liêng, đó là củng cố tăng đoàn. Cho nên chúng con hôm nay xin trình bày với lại đại chúng một chủ đề, đó là sứ mạng an cư. Kính bạch Chư Tôn Đức, con nghĩ rằng là trong cuộc sống của người xuất gia chúng ta đó, ít nhiều gì chúng ta cũng một đôi lần gặp những người mà sống không có lập trường. Thuật ngữ của xã hội bây giờ gọi là quay xe giờ chót. Nói theo kiểu mà ông bà mình xưa, tức là tráo trở. Đồng xu thì nó có hai mặt, nhưng mà hai mặt của đồng xu nó chỉ có một mệnh giá thôi, trong khi con người có một mặt thì tại sao lại sống hai lòng? Đây là câu thắc mắc của hầu hết chúng ta. Gặp một ai đó sống không có một lòng một dạ, ở trong chùa mình gọi là tiền hậu bất nhất, tức là trước thế này sau thế khác, trước sau không có giống nhau. Và chính vì lẽ đó chúng ta cần phải có những thời gian để gặp nhau, gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập nhằm xây dựng cho nhau phạm hạnh. Ở đây mình không dám nói thánh hạnh, tại vì đời này chỉ cần có phạm hạnh là con nghĩ là cũng hiếm hoi lắm rồi. Chỉ cần chúng ta gặp nhau để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm tu tập giúp phạm hạnh của bản thân hay của huynh đệ đồng tu của mình ngày một tiến triển tốt hơn. Và an cư là một trong những phương thức để chúng ta thực hiện cái công việc rất là quý báu này. Thì theo như Đức Phật chế định, mỗi năm tới cái mùa mưa đó, thì giới tăng sĩ của chúng ta, nên nhớ tăng sĩ trong đó có ni ha, tăng sĩ tức là tăng đoàn đó, tức là tăng già. Chứ nói mà không đề cập tới ni, sư bà tự nói con phân biệt. Tức là Đức Phật chế định người xuất gia chúng ta vào những tháng mùa mưa nhất định phải dừng lại tất cả các hoạt động. Hoạt động Phật sự gì bên ngoài cũng phải dừng lại hết, tập trung về một trú xứ để cùng nhau tu học. Đây là Đức Phật chế định. Tập trung lại để tu học, chứ không phải tập trung lại để mà tạp thoại đó. Không phải là để hí luận. Đây là khoảng thời gian có thể nó rất là quý giá để cho hành giả chúng ta thanh tịnh hóa ba nghiệp. Tại vì chúng ta thực tập cho nên gọi là hành giả. Nói như thế có nghĩa rằng là những tháng còn lại chúng ta ít có thực tập miên mật, vì chúng ta xếp lại hết tất cả những cái ngoại duyên, những công tác bên ngoài để chú trọng về đời sống nội tâm. Cho nên có thể nói đây mới gọi là thời gian miên mật,
mà chúng ta tịnh hóa thân tâm của mình. Tịnh hóa thân tâm thì chúng ta mới có tư cách để góp ý cho quân đệ. Khi chúng ta tịnh hóa thân tâm, chúng ta mới có tư cách để xây dựng cho giáo đoàn, cho tập thể, cho tổ chức. Khi chúng ta tịnh hóa thân tâm thì chúng ta mới có cơ hội để mà góp ý với quân đệ, và chúng ta đóng góp ý kiến xây dựng cho tập thể vững mạnh. Đây được gọi là củng cố tăng đoàn, thắt chặt đạo tình và yếu tố hòa hợp đoàn kết để đưa tới sự thanh tịnh tuyệt đối cho thân tâm của hành giả là cách duy nhất để làm cho mạng mạch Phật pháp được trường lưu. Tại vì nếu như cá nhân chúng ta không thanh tịnh thì một tập thể của chúng ta có nhiều lỗ hổng sẽ suy sụp. Và chúng ta sẽ dễ hiểu, nếu như mỗi hành giả đều thanh tịnh ba nghiệp thì tập thể của chúng ta sẽ rất là vững mạnh. Tập thể vững mạnh, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang chấp cánh cho tổ chức của giáo hội hay các đoàn thể tăng già sẽ ngày một bay cao bay xa. Thì ai cũng biết duyên khởi về an cư rồi. Nhờ ở đây chúng còn muốn nói về cái hoàn thiện phẩm chất đạo đức của tỳ kheo, là cái ý thứ nhất, cái giá trị thứ nhất của an cư. Sứ mệnh của an cư thứ nhất đó là hoàn thiện phẩm chất đạo đức của tỳ kheo. Phải khẳng định rằng phẩm chất đạo đức của tỳ kheo là yếu tố quan trọng để quyết định sự tồn tại và phát triển của tăng đoàn. Chúng ta nhìn cái tập thể của giáo hội vững mạnh, điều đó có nghĩa rằng có rất nhiều những phần tử, những nhân tố tích cực, thánh thiện. Chắc chắn là như thế. Nếu ở nơi đó chỉ có những con người chỉ biết lợi ích cá nhân, chỉ biết vụ lợi, mượn lợi dụng tổ chức của giáo hội để trục lợi cho bản thân, sống đắm chìm vào trong danh lợi, thì chúng ta biết cái hệ lụy của nó sẽ đưa tới suy yếu. Chuyện này mình không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn bản thân mình. Nếu như mình sống không có tử tế, không đàng hoàng là chúng ta đâu có gắn bó với ngôi chùa của mình. Ai làm gì làm, kệ. Của người thì kệ đi, của mình thì mình giữ. Ông bà mà nói rồi, của mình giữ bo bo, của người thì để cho bò liếm đi. Tức là cá nhân chúng ta sẽ không gắn bó. Nếu mình vì lợi ích cá nhân, mình không gắn bó với huynh đệ nè, mình không gắn bó với ngôi chùa của mình. Chuyện này chúng con thấy một vài cái chùa đã diễn ra trong tỉnh mình đó. Tức là những thầy, một vài cô đó là sống không có trách nhiệm. Miễn sao mình cứ bình yên, mình sống bình yên, tức là không ai đá động tới mình, không ai nói tới mình, mình cũng không thèm nói tới ai, cũng không đụng chạm tới ai. Đó không phải là cách mà một tỳ kheo ni cộng tồn với đoàn thể tăng già. Tại vì thiếu đi tính chất hòa hợp. Mà cá nhân của chúng ta có phẩm chất đạo đức tốt thì nhất định tiếng nói của chúng ta nó sẽ có giá trị, có sức mạnh. Khi chúng ta nói với huynh đệ sẽ thuyết phục hơn. Chúng ta góp ý với tổ chức thì tổ chức sẽ lắng nghe hơn. Ít nhất ở trong chùa mình nói các huynh đệ nghe. Còn mình sống trời ơi cà lơ phất phơ, tào lao bí đao thì mình nói ai nghe? Nó không ai nghe đâu, chắc chắn là như thế. Và nếu như chúng ta chọn cái chủ nghĩa cầu an cho bản thân mình thì điều dễ hiểu đó là tổ chức sẽ suy thoái. Vì chính mình là kẻ hở để cho đắm thuyền. Thầy tổ viên tịch, ít nhất huynh đệ phải đoàn kết hòa hợp với nhau, đằng này chia chác. Rồi mấy cái ông, mấy cái cô mà đã rời khỏi chùa từ nẫm nằm, đời nào cũng chạy về giành phần, rồi suối bên đây thưa bên kia kiện bên nọ, trời ơi, thiệt tình là thấy xấu hổ. Chúng con có quen với một ni sư đó. Ni sư đó thưa kiện ni trưởng bổn sư của mình để giành chùa. Thầy mình còn sống đó,
nói rằng là đất đó hồi xưa là mình cúng, bây giờ là giành đất đó lại, đòi đất đó lại, cho rằng đó là quyền lợi. Thầy trò kéo nhau ra tòa kiện với nhau 5-7 lần không xử được. Phật tử người ta chán ngán luôn, trời ơi tu hành cái gì mà thầy trò kéo nhau ra tòa thư kiện mô Phật à. Cho nên chúng con có một cái suy nghĩ là thương ni trưởng đó quá, chắc là nhục nhã lắm khi ra tòa. Nhưng mà bây giờ pháp luật quy định có người thư kiện thì mình là trở thành bị cáo rồi, mình phải đi ra ra tòa, mình là người bị cáo mà, làm sao tránh được. Cho nên ra tòa nhục. Có lần chúng con gặp ni trưởng khóc, trời ơi, mình không nghĩ được một bà già 80 tuổi rồi ngồi khóc, đệ tử mình tối ngày cứ thưa mình ra tòa. Đệ tử sao mấy tuổi thưa thầy mình 80 mấy tuổi, hai thầy trò kéo nhau ra tòa cãi nhau, ni trưởng chỉ ngồi khóc thôi. Rồi Phật tử nói qua nói lại mình cũng chả hiểu được cái gì, nhưng mà khách quan nhìn vô mình thấy đúng là bọn binh nô thờ chủ, không khác như Đức Phật đã nói ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Tức là không có tôn ti trật tự gì hết. Quyền lợi của tôi trước khi xuất gia tôi đã đóng góp vô cái phần đất này, khi nào tôi dùng hết tiền của tôi, tài sản của tôi, sức khỏe của tôi, tuổi thanh xuân của tôi mua đất này, tôi cúng cho chùa này, cái này, giờ phải chùa phải trả lại. Ủa trời, thời lúc đó cúng cho chùa nói kiểu gì giờ đòi lại. Cho nên lâu lâu chúng con có nói với đệ tử chúng con, nói mấy đứa con mai mốt có cần gì nói sư phụ một tiếng nha con, cần chùa sư phụ sẽ giao chùa, cần Phật sư phụ thỉnh Phật giao cho, chứ đừng có thưa kiện nhau kéo nhau ra tòa nhục lắm á nha, mắc cỡ lắm, xấu hổ lắm. Thì chúng ta thấy khách quan người ta sẽ đánh giá cái gì? Phẩm chất đạo đức của tu sĩ sẽ có hai hướng. Thứ nhất là người ta đặt ra vấn đề, chắc là cái người sư phụ phải như thế nào cho nên đệ tử mới như thế. Nhưng mà đa phần người ta sẽ bảo vệ cái người sư phụ. Người ta nói cái cô này đệ tử mà sao trời ơi đất khởi vậy, đi thưa thầy mình. Người ta đánh giá phẩm chất đạo đức của cái người đệ tử, của người học trò. Cho nên phải đánh giá rằng phẩm chất đạo đức của một tu sĩ tỳ kheo hay tỳ kheo ni là yếu tố quan trọng để quyết định sự tồn tại và phát triển của giáo hội tăng già, tức là tổ chức tăng đoàn từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, quyết định tồn vinh của Phật giáo chính là từ nơi phẩm chất đạo đức của mỗi một tăng sĩ. Cho nên cái việc mà củng cố tăng đoàn đầu tiên là mỗi tu sĩ chúng ta phải hoàn thiện nhân cách của mình. Hoàn thiện nhân cách của mình ở cái mức độ có thể và cố gắng, chứ không phải bắt buộc mình từ phàm cái bước lên thành thánh vị liền. Không có. Thì an cư kiết hạ 3 tháng là cơ hội để giúp cho chúng ta nghiêm túc thực hành đầy đủ tất cả những phương pháp tu và học. Thứ nhất là củng cố kiến thức, phát triển tuệ giác. Thứ hai là tăng trưởng định lực và sự tu tập của mình. Vì mình ở trong cái thất mình một mình nó quen rồi. Mình muốn ăn, muốn ngủ giờ nào, mình làm cái gì không ai ý kiến, không ai thèm nói tới đâu. Tại có ai có biết, có thấy gì đâu mà nói. Nó ôm cái tivi mà coi cô dâu 8 tuổi từ ngày này qua ngày khác cũng không ai thèm nói. Nó coi đá banh rồi coi suốt đêm rồi uống cà phê sữa đá rồi này kia, thỉnh thoảng chụp cái điện thoại tám với bạn bè thâu đêm suốt sáng cũng không ai nói, tại có ai biết đâu nói. Nhưng 3 tháng mình ở chung với nhau, rón rén cái người ta thấy, nhúc nhích cái người ta hay, xầm xì cái người ta biết. Cho nên ở chung coi cho nó đỡ lắm, nó đỡ lắm. Chúng con thấy cái này nó hay, ở trong chúng nó rất là nhiều cái lợi ích. Là vì cơ hội để cho mình buông lung nó ít quá. Ở trong chúng ta tụng kinh hết đánh cản, mình nằm đó nó chướng con mắt, cho nên có mệt có làm biếng cũng ráng ngồi dậy tụng kinh. Nhưng mà tụng kinh 2-3 ngày riết cái nó quen cái tới giờ mình đi tụng kinh. Còn ở thất một mình á, ôi nay nhức đầu, ôi nay đau bụng quá xin tỳ. Và cứ thế là chúng ta càng ngày mình càng buông lung, mình càng làm biếng mà mình không hay. Nhưng mà mình là sư phụ cho nên đệ tử mình đâu dám nói. Đệ tử không dám nói đâu. Đệ tử nói đồng với nghĩa là lên đường đó. Chống sư phụ là núi đè nghe con đó. Mà dám chỉ trích sư phụ là cái như là chuyện này là
là không xong rồi đó. 3 tháng an cư, khi chúng ta sống chung với nhau, cùng thực tập các thời khóa tu và thời khóa học, bao gồm tụng kinh, bái sám, tọa thiền hay đi quá đường, thậm chí là Bồ Tát thuyết giới. Cho dù là nó còn là hình thức, nhưng mà hình thức đông người, chúng ta tác pháp yết ma, ít nhất chúng ta cũng có một chút tàm quý khi nghe tụng giới. Thí dụ như trên đây là trăm pháp chúng học, trong giới kinh chép ra, nay xin hỏi chư đại đức, trong chúng đây có thanh tịnh không? Dù là hình thức, nhưng mà mình nghe người ta hỏi gì mình cũng nhột. Mình cũng nhột, trời ơi, mình sống lăng xăng, lu bu, lộn xộn, già rồi mà còn ham ngủ, còn thích người ta khen ngợi, còn thích mặc đồ đẹp, ủi lăng con. Mình cũng quê, tại vì trăm pháp chúng học thì đa phần là nó thuộc về quay nghi. Ở bên y là bao nhiêu pháp? Sư chúc nhận cũng 100 hả? Tôi nghĩ phải 150 chứ. Tại vì mấy cô là hơi xí xọn, mấy cô là hơi điệu, mấy cô là hơi trẻ chặt. Nhưng mà Đức Phật phải nói rất thương đi giới, cho nên là đọc lại ở bên mà giới bổn của ni, mình thấy Đức Phật thương ni quá, hiểu từng cái chi tiết nhỏ mà gây ra những hệ lụy trong đời sống tu tập giải thoát của ni giới. Đức Phật chế như giới đó, mình phải công nhận rằng là những vị mà thời Đức Phật mà thị hiện để phạm những điều đó hết sức là thương tưởng đến chúng ta đời sau này. Khi thuyết giới, dù chỉ còn là hình thức yết ma, nhưng ít nhất qua cái hình thức đó chúng ta gắn kết với nhau. Vì chúng ta tôn trọng Đức Phật, cho nên khi mà thầy giám luật, thầy chủ trì tác pháp yết ma, hoặc là Bồ Tát sư thầy chủ trì tác pháp yết ma, chúng ta chỉ nói thành trong hình thức. Nhưng mà thực sự khi chúng ta chắp tay lại, hình ảnh thiêng liêng của tăng già thời Đức Phật nhất nhất đều răm rắp tuân theo một ý kiến chung của cộng đồng tăng già. Mình phải sống lại với cái thời Đức Phật sống, dù sống bằng cái tâm thức của mình, nhưng ít nhất chúng ta còn có giá trị của tăng già đang tồn tại. Chúng con thấy có nhiều người không chịu chắp tay nói thành. Tác bạch như thế có thành không? Thì chắp tay lên có mệt mỏi gì ghê gớm lắm đâu, cũng ngồi trơ trơ đó, không thành. Thậm chí còn đem sâu chuỗi chà bá vô lần sột trong thế giới chi vậy không biết nữa. Phải lắng nghe. Một người đọc giới bao nhiêu phải lắng nghe. Đằng này cầm chuỗi vô lần sột, người ta nghe cái âm thanh đó, người ta sẽ không tập trung nghe được cái người thuyết giới. Mà lạ, mấy vị đó cũng lớn cho nên không dám nói. Mấy vị thượng tọa đó cầm sâu chuỗi to. Đằng này nghe sột rồi. Phẩm chất đạo đức của tăng sĩ được hình thành trên nền tảng gì? Thực tu, thực học tam vô lậu học, giới định tuệ. Và an cư kiết hạ là cơ hội để chúng ta ngồi lại với nhau để cùng tu học, để tăng trưởng tam vô lậu học. Cái này nó sẽ khó với lại một số vị trụ trì, tại vì chúng con cũng bắt đầu lớn, chúng con cũng bắt đầu có đệ tử bắt đầu đi trụ trì, chúng con thấy khó. Mình còn là chúng đó, mình đi vô đạo tràng tịnh nghiệp an cư kiết hạ, chúng ta dễ tuân thủ theo thời khóa của đại chúng, không thắc mắc. Nhưng mà mình lớn rồi bắt đầu mình có ý kiến. Cái ông đó lu bu quá, vậy mà ông dẫn chúng cái gì? Cái cô đó cũng chưa có được tốt mà sao cổ bây giờ cổ làm như vậy? Cho nên là mình không chịu khép mình. Nguyên nhân do đâu? Do bản ngã, do cái tôi. Cái tôi của mình nó lớn. Cái này gọi là không phúc cao tâm. Tức là bụng thì rỗng, tâm thì cao, khả năng tu tập của mình nó không có, oai đức thực hành tu tập của mình nó không có, nhưng mà ngạo mạn thì rất là cao. Cho nên chúng ta khép mình trong khuôn khổ ở một cái góc độ nào thôi, và có khi nó trở thành áp lực. Thay vì chúng ta là phương tiện thực hành một vài thời khóa ở trong đại chúng, ở tại chùa mình, trú xứ mình, thì bây giờ suốt 3 tháng chúng ta cùng thực hành cái thời khóa tu tập như thế. Đó là cả một vấn đề.
Đại chúng cứ suy nghĩ về cái trường hương xưa đi. Buổi sáng vị thiền chủ thuyết pháp thường đem kinh pháp qua, đem sa di luật giải ra dạy, hoặc giả là đem quy nguyên trực chỉ ra dạy. Buổi chiều thầy chánh na trùng tuyên lại, tất cả đều lắng nghe. Cái không khí đó nó thấm tình lắm. Nó giống như những cái pháp hội ngày xưa của các vị tổ. Mình cứ tưởng tượng ra giống như là pháp hội tại Đức Hoàng Mai, ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy buổi sáng, buổi chiều thượng tọa thần tú nhắc lại. Cái hình thức đó tu tập rất là tốt, ai cũng lắng nghe. Và bắt buộc chúng ta phải chú tâm nghe. Buổi sáng đã nghe một lượt, buổi chiều nhắc lại nghe một lượt nữa. Cho nên chúng ta có được sở đắc, có được kiến thức do hết lòng hết dạ để chúng ta thực tập được. Cho nên cái cơ hội an cư, những người mà lớn một chút đó sẽ lại có cơ hội để mà ôn kiến thức của mình, củng cố kiến thức của mình. Những vị trụ trì, những vị đã từng làm hóa chủ ở một trụ xứ, hoặc là tọa chủ ở một trú xứ nào đó, thì sẽ có cơ hội để củng cố kiến thức Phật học của mình, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm tu hành mà các chú sa di hoặc là các tân tỳ kheo ni cơ hội học cái gì lớn nhất để chúng biết không? Oai nghi tế hạnh. Khi sống chung với nhau đó, sẽ học được nhiều oai nghi tế hạnh từ các bậc tôn túc, từ những người đồng tu hoặc là những vị trú xứ, trụ trì các trú xứ. Thường ngày mình ở trú xứ của mình chỉ học được ở sư phụ mình thôi. Nhưng hôm nay mình vô trong cái trụ xứ an cư, có nhiều vị tôn túc của các chùa chư sơn thiền đức, mà những vị tu tập có uy tín của các tổ đình, của các chùa tập trung lại tu tập. Cho nên các chú điệu, các chú tiểu, các chú sa di hoặc là tân tỳ kheo, đây nói tân tỳ kheo chứ không nói niên thiếu tỳ kheo nha. Tân tỳ kheo này bao giờ gồm có cả những cái gì mà lớn tuổi mới xuất gia, mới thọ giới đó, sẽ học hoài nghi tế hạnh từ các bậc trưởng thượng. Điều này quan trọng lắm. Hoài nghi tế hạnh, cái này phải do thực tập. Phải do thực tập. Nếu không có thực tập liên tục thì sẽ không thể hiện hoài nghi tế hạnh được. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hai thầy, một thầy trẻ tuổi, một thầy lớn tuổi, từ hoài nghi để chúng ta biết người nào ở chùa lâu. Nhận từ hoài nghi thôi. Mình nhìn từ cái cách ăn cơm quá đường. Một thầy mà ở chùa lâu, người ta sẽ học được những cái cách hoài nghi khi dùng cơm quá đường, không động chúng, không phát ra âm thanh, hoặc là cái chỗ người ta ăn rất là gọn, rất là ngăn nắp. Và ngược lại, một cái người mà mới vào trong chùa, hoặc là vô trong cái chùa mà sư phụ quá bận, không có thời gian để dạy, thì chúng ta sẽ thấy hoài nghi nó sẽ bị khiếm khuyết. Cho nên cơ hội đầu tiên nhất đó là học hoài nghi tế hạnh từ các bậc trưởng bối. Thứ hai đó là củng cố về kiến thức, hay là học hỏi thêm kiến thức. Và thứ ba, điều rất quan trọng, đó là cùng học hỏi với nhau kinh nghiệm tu hành. Kinh nghiệm tu hành của các bậc trưởng thượng, thì giáo pháp của Đức Phật trở thành những bài pháp sống, rất thực tiễn, rất sống động, ứng dụng trong đời sống tu tập của mình. Nhờ liên tục được sách tấn, cho nên sự tu tập của chúng ta về giới định tuệ phát triển rõ ràng. Chính vì lẽ đó, sau một cái khóa an cư kiết hạ thì hơn ai hết chúng ta thấy được rằng chúng ta có được một cái phần lợi ích. Chúng con thí dụ đơn giản. Con có tới một cái chùa đó. Chùa đó hôm đó cúng giỗ, thì cái bếp nó chia ra làm hai phần. Một phần đó là sẽ dọn cái thực phẩm, chuẩn bị thực phẩm để cúng dường chư tôn đức trại tăng. Và một cái bếp là chuẩn bị thực phẩm để đãi cho Phật tử. Thì có một cái gia đình nọ dẫn một cái đứa bé đi ngang cái khu mà chuẩn bị thực phẩm dọn trại tăng đó. Thì có một cái đứa bé nhỏ, nó đòi ăn súp. Tại thấy sư cô mà mua súp, múc súp ra đó ngon quá, nó đòi ăn, nó khóc. Sư cô múc súp đó nhất định không cho.
cái này của các thầy, cái này cúng dường cho chư Tôn Đức. Đi qua bên kia, kìa qua bên kia coi có cái gì ăn được lấy cho đứa nhỏ ăn. Thì cha mẹ đứa bé cũng dẫn đứa bé đi. Nghe vậy sao dám? Mà con nít mà, nó đòi, con nít lúc nào nó cũng muốn ngang nào nó được ngang nấy, huống chi nó được chiều chuộng. Nó chì lại nó khóc, nó con đói quá ba, con đói quá ba. Chúng con nghe, chúng con cũng cảm thấy tội nghiệp. Dù mình biết đứa con nít là nó hay trịch thượng, hoặc giả là nó đòi hỏi, nhưng mà rồi cái gia đình đó, cái người mẹ đó nói: sư cô có thể cho con một chút xíu, một muỗng thôi cho bé ăn, tại nó bé nó không ăn nhiều đâu. Đã nói rồi, cái này của mấy thầy, ăn cho tổn phước à, cho đọa địa ngục à. Tánh con cũng nhiều chuyện, nhưng mà thực ra là thấy cái cách sư cô đó nói chuyện, biết bà chằng, bà này cũng là bà chằng lửa chứ không có hiền đâu. Cái cách mà xăng tay áo đó, ngay cả chùa chúng con, các chú đệ tử chúng con cũng nói xăng từng nuột cho nó ngăn nắp từng khúc. Cổ đẩy cái tay áo này lên tới cái nách. Thấy cái cách làm mà cổ là tổng quản, gọi là trưởng quản cái khu đó, chỉ cho các cô kia làm này kia cái nọ, thấy nói. Cho nên chúng con dù có nhiều chuyện cách mấy cũng không dám xía vô. Chúng con mới đi mét sư bà. Chúng con mới thưa với ni trưởng, con thấy cái ni sư nào đó, nói ni sư ở dưới bếp đó không có cho một đứa nhỏ ăn miếng súp, mà đứa nhỏ nó khóc quá. Cái ni trưởng nó đâu thầy dẫn con đi. Nó không, con chỉ ni trưởng đi thôi, chứ ni trưởng mà bắt con đi nữa giống như là con là cái kẻ đôi chối gì. Con chứng kiến cảnh đó, cái sư cô kia có chửi con chết à. Cái ni trưởng nó thầy mà sợ ai. Chúng con mới dẫn đi tới. Cái ni trưởng tới nói người ta đói thì cứ cho người ta ăn, phải không? Cổ còn lý luận nữa, cô nói cúng Phật cặp tăng, cái này cúng Phật rồi tăng thôi, chứ còn có đứa nít Phật tử qua bên kia ăn chứ cho gì. Cái ni trưởng mới nói người ta đang đói mà cho người ta ăn, cái đó không có lỗi gì hết á. Nhưng mà mình cho người ta ăn xong mình dạy người ta. Cổ quần quằn ghê lắm. Để mình thấy được rằng khi ở chung với nhau, chúng ta sẽ có thể có rất nhiều cơ hội để học hỏi, ngay cả cái tánh xấu của người khác đã vi phạm, để mình không có dẫm lên cái vết xe trước đã đổ. Cái hay mình học để mình phát triển về phạm hạnh không nói rồi, nhưng mà cái dở của huynh đệ mình đó, mình cũng phải để ý, để chúng ta không có phải vi phạm. Vì nó là nguyên nhân, là yếu tố quyết định để tăng trưởng thêm sự nghiệp giới định tuệ tam vô lậu của bản thân mình. Khi mà các pháp lữ ngồi lại với nhau, cùng học tập giáo lý, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng bàn luận về một cái vấn đề gì đó trong cái sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, hóa độ chúng sanh, hay là các Phật sự làm từ thiện, từ đó chúng ta ứng dụng vào trong đời sống tu tập của mình, có phải nó tăng trưởng thêm đạo hạnh và nhân cách đạo đức của chúng ta không? Cho nên an cư là thời gian mà để cho chúng ta có thể kiện toàn được bản thân, hoàn thiện được bản thân. Đây là vấn đề tiên quyết để ổn định tăng đoàn. Chứ đâu phải là hình thức an cư chúng ta ngồi lại để giam chân, để nhốt chân mình lại, để mình học hỏi, để mình tu tập. Đó là cái giá trị thứ nhất, sứ mạng thứ nhất của vấn đề an cư, hoàn thiện phẩm chất đạo đức của mình cao nhất có thể. Và con tin chắc rằng ở góc độ nào, nếu chúng ta tiến tu thì chúng ta đều có thể học hỏi được. Thí dụ như mình thấy dép ở phía trước thềm để nó không ngăn nắp, chúng ta cúi xuống chúng ta xếp. Mấy chú tiểu xếp là bình thường, nhưng một thầy một sư cô mà cúi xuống xếp thì nó khác. Đố ai dám lần sau mà quăng dép tùm lum tùm la nữa, phải không? Mình làm trụ trì mà thấy toilet dơ, dù đã chia phiên cho chúng làm, nhưng mình thấy dơ, bây giờ mình réo ai? Mình xăng tay áo mình chà luôn, khỏi cần kêu chúng đệ tử tới nói. Chắc chắn trong chúng sẽ có người thấy, sẽ có người thấy, à sư phụ mình chà toilet kìa, thì nó sẽ không dám dơ nữa. Chùa chúng con cũng vậy, nó có cái khu phơi áo quần,
Con rất là khó chịu cái chuyện mà phơi áo quần mà nó không ngay. Được rửa mà. Quý Chí Tôn Đức biết rồi, nó chỉ máng lên cái móc thôi. Chúng con phải đi sửa lại từng cái áo, từng cái quần. Dù máng lên cái móc nhưng phải máng cho nó ngay. Cái khăn đó máng lên là bốn cái góc phải bằng nhau. Chứ không có chuyện mà dục lên trên đó, máng lên đó là thôi. Con lọ mọ đi sắp. Đã tự động các chú khi mà lấy áo quần vô xếp đó thấy, ô ai sửa mình, ai sửa đồ cho mình vậy? Con ngồi đó con nói, ờ chư thiên sửa cho con đó. Chắc chắn phải có người sửa. Rồi con thấy mấy cái thao giặt đồ, tại vì chùa chúng con là thao của ai là có tên ấy. Rồi thao nào giặt y là để giặt y riêng chứ không có để giặt lộn xộn. Đó, nó giặt xong để xuống luôn dưới đất, nó không máng lên. Trong khi cái bức vách đó có để dán tờ, nó phải máng lên đúng chỗ. Đằng này nó xài tùm lum tùm la, xài chung. Xài chung đó thôi, cả chùa có khi một ông mà bị lát là cả chùa thành cái ban nhạc luôn. Đứng đàn tối ngày sáng đêm. Cho phải giữ vệ sinh chứ. Tự động đi sắp xếp. Con nghĩ mình đi sắp xếp thì người khác cũng sẽ thấy. Mà mình đi sắp xếp như thế với cái tâm hoan hỷ, chứ không phải là khó chịu. Ở trước cái phòng học của trường hạ chùa chúng con có một cái bàn nước. Sáng nào cũng có Phật tử làm cho cà phê sữa đá, đồ để nước đá riêng, cà phê sữa pha riêng. Ở bên cạnh nó có cái thùng để rác, tức là uống bằng cái ly nhựa, uống xong là bỏ, không có chung, uống chung, uống xong bỏ. Mà cái sọt rác đó nó đầy, mà 60-70 con người ta đi qua đi lại không thấy. Con thấy con bưng, con mới vừa xách cái thùng rác đó đi đổ, trên đường đi chỉ có 20 bước chân, có ba ông thầy chạy tới, sư phụ để cho con. Chúng con mới đứng lại, sao con không thấy trước khi sư phụ bưng. Thôi được rồi, để sư phụ bưng cho trọn phần công đức, sư phụ không thích chia công đức với ai hết. Tao xỉa xối cho mày nhức đầu chơi. Cái thùng rác nó ngay mặt tiền, không ai thấy hết. Cái sọt rác nó đầy rác luôn, cái ly, chính mấy chú đó uống cho ai, mấy thầy đó uống cho ai. Nó không thấy, mình sách nó mới thấy. Cho nên, mình làm, mình phải quan hỷ mình làm. Thì con nghĩ rằng đây là cái cơ hội để cho mình cũng học hỏi, để hoàn thiện cái phẩm chất đạo đức của mình, và đồng thời cũng giáo dục cái người khác hướng về cái phẩm chất đạo đức của họ cho được hoàn thiện. Cho nên an cư tập trung rất là quan trọng. Sứ mệnh thứ hai của an cư như chúng con đã nêu lúc nãy, đó là củng cố tăng đoàn. Tại sao? Tại vì bản thể của tăng già là đoàn kết và thanh tịnh. Bản thể là thanh tịnh, là hòa hợp. Hai yếu tố này nó hình thành nên một cái tính đặc thù của tăng đoàn thời Đức Phật, khác hoàn toàn với lại các tổ chức của các tín ngưỡng, các giáo phái khác có trước Đức Phật. Họ có thể sống thanh tịnh, các giáo phái thời Đức Phật có thể thanh tịnh, nhưng mà họ không đoàn kết. Họ chia năm xẻ bảy rồi cứ đùm một chỗ, nhóm, nhóm này công kích nhóm kia phỉ báng nhóm nọ, mục đích cũng chỉ vì lợi dưỡng mà thôi. Nhưng mà giáo hội tăng già của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng đó là hòa hợp và thanh tịnh. Đây là bản thể. Thiếu một trong hai yếu tố này, chắc chắn tăng đoàn chỉ còn tồn tại trên mặt hình thức thôi, chứ bản thể của tăng đoàn dường như đã bị phá sản. Bản thể hòa hợp đã tan vỡ, bị hủy hoại. Và cố nhiên đó là không phải bản chất của tăng già. Ở trong một chùa mà có nhiều người không hòa hợp với nhau thì chúng ta thấy là nguy cơ rồi. Rồi ông sư phụ thích nghe đệ tử nịnh nói ngọt là thấy nguy hiểm rồi. Những Phật tử, những đệ tử mà nói hơi trung thực nhưng mà nói thẳng thắn thì ông sư phụ nhiều khi ông nghe rồi ông không để ý. Nhưng mà mấy cái đứa mà nó dẻo miệng, dẻo mồm, nó thầm thì bên lỗ tai, con bạch sư phụ, con thưa sư phụ, không biết có điều này con có nên nói hay không. Ông sư phụ chết rồi. Chết. Nghe theo cái đám nịnh thằng cắt cổ lột da đánh chết cha ba thằng định đó là chết. Con nói theo kiểu dân gian.
Nịnh thần là nó nguy hiểm ghê lắm, nó suối làm bậy. Tại vì sao? Tại vì nó luôn nghĩ tới cá nhân, nó không nghĩ tới cái chung. Còn trung thần người ta luôn nghĩ tới cái vận mệnh của tổ chức. Chúng ta xem phim, chúng ta đọc sách, chúng ta xem truyện lịch sử, chúng ta thấy rồi, các vương triều sụp đổ đa phần là do đâu? Do vua nghe theo nịnh thần, không tôn trọng ý kiến của tôi trung. Mà ngày xưa đó, Nho giáo là áp đặt ghê lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua mà ra lệnh cho bề tôi chết mà không chết là không trung. Trời, nó ác độc ghê, kiểu đó ai dám nói. Nhưng mà cũng có một số người không sợ chết vẫn nói. Điển hình tướng quốc Ngũ Tử Tư vẫn một mực can gián Ngô Phù Sai không xây dựng Cô Tô Đài để làm cái nơi mà cho Tây Thi gái Việt để được ở đó, để nhẹ nhàng này kia, để sống. Ngô Phù Sai giết, ở chết thì chết. Trước khi chết còn nói nữa, đại dương cứ treo đầu của thần ở trên thành, vọng hướng về Cô Tô Đài để xem Cô Tô Đài sụp đổ như thế nào. Cô Tô Đài sụp đổ thì coi như là nước Ngô sụp đổ. Quả thật đúng với lại tướng quốc Ngũ Tử Tư đã tiên đoán. Tây Thi gái Việt đến nước Ngô với một sứ mạng thiêng liêng, đó là làm cho vua đắm say mỹ tử, mỹ sắc, để không còn để tâm vào trong triều chính, sụp đổ từ đó. Quân chủ lập hiến, vua ra lệnh thôi, không ai kháng lệnh. Kháng lệnh vua gọi là kháng chỉ là khi quân tội nhẹ nhất cũng chết một mình, còn nặng hơn là chết cho một nùi. Tru di tam tộc hoặc là cửu tộc. Vậy mà cũng có những người dám can gián vua, nhất định chấp nhận lấy cái chết. Nói nhưng bề tôi trung là ta vì đất nước, vì quốc gia. Còn cái kẻ mà nịnh nọt là nó nói ngọt này, cái là vì cá nhân hết. Cho nên an cư kiết hạ, khi chúng ta cùng sống chung với nhau, cùng sinh hoạt chung với nhau, cùng tu tập với nhau, dù chúng ta đến từ vùng miền khác nhau, chúng ta có những tập quán khác nhau, có những quan điểm khác nhau, thầy tổ mình dạy có những pháp môn khác nhau khi chúng ta thực tập. Nhưng chúng ta lấy tập thể làm chính, cho nên mọi sinh hoạt của thời khóa tu tập được xây dựng trên nền tảng của hòa kính, đó là lục hòa. Tức là chúng ta tôn trọng nhau, cùng giữ cái tập thể này nó vững mạnh. Đó là mình tôn trọng Đức Phật, chứ không phải tôi tôn trọng anh đâu, tôi tôn trọng Đức Phật. Cho nên thượng trung hạ tọa yếu cung kính, thuyết thoại yếu hòa bình khiêm tốn. Khi nói năng, bậc thượng, bậc trung hạ tọa tôi đều cung kính. Nói năng phải nhã nhã, phải tôn trọng với nhau, phải khiêm tốn, khiêm tắc tấn, ngạo tắc thối. Hễ chúng ta khiêm tốn thì chúng ta tiến bộ, mà chúng ta ngạo mạn thì chúng ta lùi bước. Đó là kinh nghiệm của người xưa dạy cho mình. Chứ không phải là vì pháp môn của mình sai biệt mà chúng ta vô đó rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu phá rối. Thầy tôi dạy tôi tu thiền, tôi vô đây tôi không tụng kinh, dở hơi à. Cả chúng người ta tụng kinh, tự nhiên mình không tụng kinh mình làm gì? Mình ngồi đó mình thiền được không? Cũng không thiền được. Nhưng mà mình biết mình thiền rồi thì mình ngồi mình tụng kinh cũng là thiền, mình ngồi mình niệm Phật cũng là thiền. Miễn làm sao tâm của chúng ta an định, không bị phiền não chi phối, mình an lạc, người khác an lạc, đó là thiền. Thiền sư Suzuki định nghĩa thiền như thế. Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa về thiền định, hễ mà tâm bên trong không bị phiền não dấy khởi, đó là thiền. Ngoại cảnh bên ngoài không chi phối khiến cho tâm của chúng ta vọng động thì đó là định. Chúng ta hiểu được nguyên tắc thiền định như thế thì
sách nước bữa củi cũng là thần thông diệu dụng, chứ đâu phải tham thiền lễ bái mới công phu tu tập, phải không? Khi chúng ta đã thấm nhuần được đạo thì đâu chỉ hoa vàng với trúc biếc, rong rêu cỏ dại cũng là chân. Chúng ta cứ phân biệt, chính vì tâm phân biệt nó làm cho chúng ta bị loạn tưởng. Năm căn tiếp xúc với năm trần, có sự tham gia của ý thức, lập tức năm thức sẽ hoạt động. Năm thức hoạt động thì tất cả chỉ là ảo ảnh. Tiền trần nó tồn tại là do đâu? Là do có ý thức. Do chúng ta có cái sự phân biệt tham gia của ý thức, cho nên chúng ta mới biết được đây là bình bông lan hồ điệp, đây là hoa lan hồ điệp. Nhưng nếu không có ý thức thì bình bông là bình bông, chứ chúng ta không phân biệt được đây là hoa lan chứ không phải là hoa cúc. Có sự tham gia của ý thức, nhưng mà mình thích hoa lan cho nên mình thấy bình này đẹp. Nhưng mà có người thì thích hoa vạn thọ, đó bình bông xấu quắc. Là tự nhiên hai ông gây lộn nhau, bản thân cái bình bông này nó có biết nó là lan hay là dạng vạn thọ không? Lan hay vạn thọ, giả danh đó do tự chúng ta đặt ra. Các pháp có ra đều do sự phân biệt của mình, cho nên Pháp Tướng Tông gọi là vạn pháp duy thức. Nếu không có sự tham gia của ý thức, không có sự có mặt của sự phân biệt, thì các pháp vốn là như thế, như thị tánh, như thị tướng. Và chúng ta cần biết cái sự như thị của nó, đó là vô phân biệt, thì chúng ta có thể tu tập được. Cho nên khi sống chung với nhau, dù pháp môn tu tập thường ngày của chúng ta có khác, tập quán có khác, rồi quan điểm cá nhân có khác, vùng miền có khác, nhưng chúng ta đều ngồi lại với nhau trên tinh thần hòa kính với nhau. Tập thể mạnh. Mà tập thể mạnh là gì? Là một tập thể được củng cố miên mật, giống như một bờ dậu, một hàng rào không có một lỗ thủng. Một cái hàng rào chúng ta đóng, như ở quê chúng con đóng cái hàng rào bằng tre, chỉ cần có một thanh nó bị mục, bị sụp, hàng rào nó sẽ sụp ngay chỗ đó. Sống chung mà không hòa hợp thì cái điểm tập trung đó không được gọi là tịnh nghiệp đạo tràng, không được gọi là trú xứ an cư nữa, mà là một cái nơi tụ tập ồn ào huyên náo, không có kính trên nhường dưới, không ai nâng đỡ cho ai, không ai sống vì ai, chẳng khác nào Bà La Môn tụ hội vô thù. Cuối cùng đưa đến quán đối, an cư không được an ổn mà cứ kình chống nhau. Người không biết gì đứng ra chủ trì làm Bồ Tát sư, không biết nguyên tắc kiết giới trường vậy mà vẫn làm giám luật. Người không biết nghi lễ, không biết nguyện hương là cái gì nữa, nên làm nghi lễ của trường hạ, thì làm sao mà hướng dẫn chúng được? Thì tôn kính một cái vị đạo cao đức trọng thì cái chuyện đó là chính. Nhưng mà chúng ta phải biết nâng đỡ nhau, người này với người khác phải hỗ trợ nhau để cùng làm cho cái tổ chức đó vững mạnh. Người không biết soạn văn bản hành chánh, không có khả năng đọc hiểu văn bản hành chánh, vậy mà đi làm chuyên về văn bản hành chánh, vô tình làm cho tổ chức của chúng ta yếu đi. Là do làm sao? Nói đơn giản thôi, không đúng người, không đúng việc. Chẳng qua vì ekip, vì phe nhóm với nhau, thì cái tổ chức an cư kiết hạ tập trung lại như thế sẽ không có làm mạnh cho tăng đoàn, không làm vững bền cho tăng đoàn, không củng cố cho tăng đoàn, thậm chí oán đối nó sẽ có cơ hội để phát sinh. Chắc chắn một số người ta không thích, ta không thích, ta không hợp tác. Mà bây giờ đang trong tu tập an cư, không hợp tác bằng cách gì? Im lặng. Không hợp tác bằng cách im lặng. Chưa kể tới một số người không kiểm soát được cảm xúc, người ta cự á, cự á chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mỗi cá nhân từ bỏ tham vọng cá nhân, sự ích kỷ của bản thân, sự kỳ thị vùng miền, phát triển tâm từ, có cái sự tự trọng và tôn kính người khác. Quan trọng nhất đó là biết tàm quý. Thì cách mà chúng ta tập trung lại với nhau, chúng ta sẽ chung tay vẽ lên một bức tranh đầy nghệ thuật. Đó là nghệ thuật
sống an ổn và hạnh phúc cùng nhau. Nếu chúng ta sống an ổn, hạnh phúc cùng nhau, tức là chúng ta đang làm cho tổ chức lớn mạnh. Đang làm cho tổ chức lớn mạnh, tức là mình đang củng cố tăng đoàn, mình đang chấp cánh cho tổ chức giáo hội của mình tung bay. Xuất gia tu tập mà vô tàm vô quý thì thua rồi. Tàm quý tức là nền tảng đạo đức của một tu sĩ. Tự tàm quý tha, biết hổ thẹn với bản thân mình và biết hổ thẹn với người. Đây là một cái pháp rất là quan trọng. Một người xuất gia mà không có biết hổ thẹn, không biết tàm quý, xin lỗi, chỉ có ở mình ơn mình, giỏi lắm vô rừng ở với khỉ. Chứ còn ở cái xã hội này nó không có văn minh được, tức là không có thể nào tiến bộ được. Phải biết tàm quý, phải biết hổ thẹn. Cho nên cái nghệ thuật sống hòa hợp với nhau của chư tăng mà được hung đúc trong những tháng ngày an cư ở bên nhau sẽ giúp cho chúng ta phát triển cái tinh thần gì? Tương kính, tức là tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau để tất cả đều tinh tấn hơn trên sự nghiệp tu tập của mình. Tu tập nha, tu tập là chính á. Học tập chỉ là phụ thôi, tu tập mới là chính, để nội bộ đoàn kết và cùng nương với nhau để đến bờ giải thoát. Sự hòa hợp và thanh tịnh như vậy chỉ có cái nét riêng của tăng già đệ tử Đức Phật, mà không bất kỳ một hội chúng nào của giáo phái nào có được. Cho nên chúng ta thử đặt ra một cái giả thuyết, nếu như huynh đệ mình không có 3 tháng cùng sinh hoạt cộng trú để cùng học hỏi kinh nghiệm với nhau, để cùng chia sẻ cái sự kiến thức tu tập với nhau, thì làm sao chúng ta có thể trưởng dưỡng được đạo tâm của mình? Mình tự tu tự chứng à, vẫn được. Nhưng mà mình chứng mình ơn, mình tu mình ơn, ai là cái người mà có thể cảm nhận được cái vấn đề mà tu và chứng của mình? Và mình tự tu tự chứng như vậy rồi mình làm gì để cho giáo hội? Chúng ta không có cơ hội để trưởng dưỡng đạo tâm, thì làm sao giúp cho tăng già được phát triển ổn định vững bền? Cho nên nhờ có cái sự sinh hoạt chung với nhau, rồi các tỳ kheo tụ họp lại. Tụ họp như thế nào? Tụ họp đúng như pháp, thảo luận đúng như pháp, và giải tán đúng như pháp. Đó là quy định của tăng già, chứ không phải tụ họp lại để làm cái chuyện, để nói chuyện tào lao, rồi bàn luận, rồi cãi vã nhau, hoặc là giải tán là bực mình quá bỏ đi, không thèm ngồi lại nữa. Đó là ngoại đạo. Tăng già, đệ tử của Đức Phật, nhóm họp đúng pháp, thảo luận đúng pháp, giải tán đúng pháp, tức là phát huy được yếu tố hòa hợp thanh tịnh của tăng già trong đời sống xã hội. Thực hành an cư đúng pháp với bản chất thanh tịnh hòa hợp như thế, có nghĩa rằng chúng ta đang làm cho tăng già càng thêm vững mạnh. Sứ mệnh của an cư thứ 3 đó là duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Trong 9 tháng chúng ta vân du quá độ, hoặc là chúng ta làm các Phật sự ở bên ngoài, chắc chắn ít nhiều gì chúng ta bị tổn giảm về cái đạo tâm của mình, hoặc giả là cái công hạnh của chúng ta không có được miên mật. Thời đại này là thời đại công nghệ số, cho nên không ai xử lý được khủng hoảng truyền thông. Mà nhiều người không vì cái chung, không thấy cái tổn thương của Phật giáo, họ không thấy được cái sự tổn thương của giáo hội. Mình phải vì ngôi nhà chung, chỉ vì cá nhân, vì ích kỷ cá nhân mà sẵn sàng là bêu rếu với nhau, dạch lỗi cho nhau. Đó, một vài cá nhân thôi, xé rào, phóng mình ra khỏi cái nề nếp, cái kỷ cương sinh hoạt, quy định của giáo hội, giới luật của tu sĩ, để lại một cái hệ lụy rất là lớn. Và cái lớn đó là gì? Đó là Phật giáo mang tiếng và đạo Phật của mình bị người ta xem thường. Vô hình trung tạo điều kiện cho những người mà có thành kiến với là Phật giáo đó,
dựa vào đó để công kích. Và chắc chắn niềm tin của Phật tử dành cho chúng ta bị xói mòn, bị lung lay, khiến cho người ta thối thất, người ta không kết được thiện duyên. Trong khi xây dựng niềm tin cho các giai tầng Phật tử trong xã hội đối với Phật giáo, nó là xương, là máu, là sinh mệnh của bao thế hệ chư tăng, nhưng phá vỡ của nó rất nhanh. Nói cái vụ ở Nga Hoàng thôi, thấy không? Chùa ở Nga Hoàng miền Bắc thôi, mà nó đã lan tới khắp cả trong nước. Rồi chuyện của thầy tiến sĩ ở miền Tây, ở Đồng Tháp đó, tại chúng con làm cái ngành hoằng pháp, có nhiều người hỏi thẳng, mắc cỡ vô cùng. Mắc cỡ quá. Mình cũng phải dùng cái từ là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Nhưng rõ ràng một cái thực trạng rằng một con sâu làm rầu nồi canh, nó trở thành những vết thương lòng không dễ gì nguôi ngoai trong trái tim của Phật giáo. Có một cái bác Phật tử đó, lâu rồi mới đi tới chùa chúng con, 2 năm rồi chúng con nói, sao lâu quá bác không đi. Bác nói chẳng giấu về thầy, con của con nó không cho đi. Hỏi sao vậy? Nó nói nó không thích con đi chùa nữa. Nó nói mẹ, mẹ đi chùa quá trời luôn. Bao nhiêu tiền của mẹ bán đất bán nhà đối với con cái đó, mẹ cho chút đỉnh, còn tiền mẹ đem cho chùa mà cũng không thương tiếc. Đó mấy ông thầy đó, nó dạch ra một loạt mấy thầy mà có tai tiếng, nói vậy còn đi chùa làm gì. Nó cấm bà già, không cho bà già đi chùa. Nghe mà đau lòng. Trong khi mấy em đó nó cũng là Phật tử. Quý vị thấy tốn rất nhiều công của chư tôn đức để cho gia đình nó phát tâm, nhưng chỉ cần phá vỡ niềm tin của nó, chỉ cần một vài người làm tầm bậy, nó cực đoan mà, nó dịnh vô cái cớ đó. Chư tôn đức thấy đó, trong khi huynh đệ của chúng ta bao nhiêu người thức đêm thức hôm dậy sớm tu tập công phu bái sám, tham gia các hoạt động Phật sự của tổ chức giáo hội, còn của chùa mình làm đủ chuyện hết. Một người trụ trì làm đủ thứ chuyện hết, mà chỉ cần một vài người trong tu sĩ chúng ta làm tầm bậy, họ thấy rất kỹ, thấy rất là rõ. Đây tâm lý chung thôi. Mình giúp đỡ họ bao nhiêu lần họ sẽ dễ dàng quên, nhưng chỉ cần một lần chúng ta từ chối họ, họ sẽ nhớ suốt đời. Tâm lý của chúng sanh là như vậy đó. Cho nên sự quỷ phạm giới luật hay là nếp sống buông thả vô đạo đức của một vài tu sĩ trở thành sự nhức nhối của giáo hội, vì nó làm sụp đổ niềm tin của tín đồ. Thì chính trong cái mùa an cư kiết hạ này, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần tôn trọng giới luật của Đức Phật sẽ được giữ gìn tinh nghiêm hơn. Chúng ta không có chảnh mảng và chúng ta nghiêm túc hơn. Các hành giả được sống trong một hội chúng thanh tịnh hòa hợp, và ai cũng có cơ hội để tăng trưởng sự thanh tịnh của mình. Cho nên chúng ta thấy nghiêng tầm giới luật, hành trì giới luật, một mặt ngăn ngừa những lỗi lầm của cá nhân, mặt thứ hai để giúp cho tập thể và bạn đồng tu của chúng ta tránh đi những lỗi lầm. Đây là cách mà chúng ta chung tay để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Trong chúng ta ai cũng đã hơn một lần phạm giới, phạm lỗi, tùy theo mức độ, tùy theo cấp độ. Nhưng mà ít nhất ở trong phạm vi của quá khứ, nó sẽ là quá khứ, và chúng ta có tâm tạm quý, không để nó tiếp diễn ở hiện tại và dẫn đến tương lai. Nếu mà cái sự thanh tịnh đó được nâng lên đúng tầm, đúng giá trị của nó, có nghĩa rằng một tỳ kheo, một tỳ kheo ni đang thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình được tái lập lại trong cộng đồng tăng lữ thể hiện trong 3 tháng an cư. Nó là gì? Nó là nhịp tim của đại chúng, nó là hơi thở của giáo hội. Cho nên sự tịnh hóa ba nghiệp, sự tu tập của chúng ta, nó giúp cho nhịp tim được điều hòa, mà chúng ta góp phần
giúp cho hơi thở của giáo hội được điều hòa, thì một cái cơ thể lớn, một ngôi nhà lớn sẽ được vững bền. Đây là Phật sự quan trọng hàng đầu đối với lại tu sĩ của chúng ta trong 3 tháng an cư, và không có cái chướng ngại nào có thể lấn áp được. Một khi người xuất gia của chúng ta vẫn còn tôn trọng nếp sống thanh tịnh hòa hợp của đại chúng, tôn trọng giới luật và có cái chí thú là muốn chung tay cùng với lại tổ chức, cùng với tập thể bằng cái sự tịnh hóa ba nghiệp của mình, thì chúng con nghĩ rằng tỳ kheo đó, tỳ kheo ni đó là một thành viên vững chãi của giáo hội, chính từ sự nỗ lực tu tập của bản thân, góp phần trách nhiệm để phát triển tăng già ngày một lớn mạnh. Sứ mạng của an cư không phải đơn giản như chúng ta nghĩ, mà nơi đó nó có bóng dáng của sự đóng góp tâm tâm nguyện nguyện của từng cá nhân một tu sĩ của chúng ta. Từ cái sự nỗ lực tu tập để duy trì mạng mạch Phật Pháp, để củng cố tăng đoàn, con tin chắc rằng trong mỗi ngày trôi qua của 3 tháng an cư, quá trình hoàn thiện phẩm chất đạo đức của mình sẽ đem đến cho chúng ta có nhiều niềm vui, có nhiều sự an lạc. Làm một người tu sĩ, nhất định chúng ta phải có lương tri, nhất định chúng ta phải có những người đồng tu. Khi đường tu tập của chúng ta mà thiếu vắng đi những người đồng tu cùng phạm hạnh, thì con đảm bảo rằng con đường phía trước của chúng ta đang hẹp dần. Chúng ta chọn theo cái cách tu thường độc hành, thường độc bộ, cũng không có gì là xấu. Hạnh độc giác cũng không có gì xấu. Nhưng mà ở xã hội mà chúng ta không thể tồn tại độc lập như hiện nay, thì chọn độc hành độc bộ nó là một giải pháp, con nghĩ rằng chưa phải là tối ưu. Thí dụ như dịch bệnh vừa qua, khi mà tiền nó không có giá trị gì, trong những thời điểm mà chúng ta đối diện với sự sống và cái chết, lúc đó chúng ta rất cần có tình người, tình đời và tình bạn đồng tu của mình để giúp đỡ mình, để chia sẻ với mình. Cho nên chúng ta không thể tồn tại độc lập. Mình có tốt bao nhiêu vẫn có người ghét mình, đó là điều không tránh khỏi. Mình có hoàn thiện nhân cách bao nhiêu vẫn có người soi mói ra lỗi của mình, đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng con tin chắc rằng trong cái ý niệm hoàn thiện phẩm chất đạo đức của mình, thì chúng ta sẽ không phản ứng khi ai đó vạch lỗi của chúng ta, ai đó không có thiện cảm với chúng ta. Và hãy nhìn thật vào vấn đề để chúng ta có cơ hội hoàn thiện nhân cách tốt nhất có thể. Đây là điều mà con nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải thực hành. Xin tạm biệt toàn thể chư tôn đức hành giả của Trường Hạ, thành phố Vũng Tàu. Hy vọng là chúng ta có nhân duyên sẽ gặp lại nhau, để chúng ta tự tin rằng trong cuộc đời này mình vẫn cần có nhau để cùng tu, cùng phụng sự cho đạo Pháp và dân tộc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.